khéo léo thành tựu các hạnh bồ tát dùng trí không hai viết các cảnh giới thấy khắp các cõi tất cả thế gian đến khắp tất cả cõi nước chư phật đèn trí huệ viên mãn nơi tất cả pháp không bị ám chướng phóng quang minh pháp thanh tịnh chiếu mười phương cõi vì các thế gian làm ruộng phước chân thật nếu ai thấy hoặc nghe được sở nguyện đều viên mãn phước đức cao lớn vượt các thế gian dũng mãnh không sợ hãi phá tan các ngoại đạo diễn nói tiếng vi diệu khắp tất cả cõi thấy khắp chư phật tâm không nhàm đủ nơi pháp thân phật đã được tự tại tùy theo đáng được sự giáo hóa mà mà vì họ hiện thân, một thân đầy khắp tất cả cõi Phật, đã được tự tại thần thông thanh tịnh, ngồi thuyền đại trí, chỗ đến đều vô ngại, trí huệ viên mãn khắp cùng pháp giới, ví như mặt trời mọc chiếu khắp thế gian, tùy tâm chúng sinh hiện ra sắc tướng của ngài. Biết căn tánh ưa muốn của các chúng sinh nhập vào cảnh giới tất cả pháp vô tranh, biết tánh các pháp không sinh không khởi hay khiến cho lớn nhỏ tự tại vào với nhau, quyết rõ lý thú Phật địa thâm sâu, dùng câu vô tận nói nghĩa thâm sâu, trong một câu diễn nói tất cả biển tu đa la, đắc được thân đại trí huệ đà na ni, phàm chỗ thọ trì vĩnh viễn không quên mất, một niệm nhớ được việc vô lượng kiếp, một niệm đều đều biết trí huệ của tất cả các chúng sinh ba đời. Luôn dùng tất cả môn đà la ni diễn nói vô biên biển Phật pháp, thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh không thối truyền, khiến cho các chúng sinh đều sinh trí huệ đắc được cảnh giới của Phật trí huệ quang minh, nhập vào nơi khéo thấy tam muội thâm sâu, vào tất cả pháp không có bờ mé chướng ngại, nơi tất cả pháp trí huệ thủ thắng tự tại, tất cả cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, vào khắp mười phương tất cả pháp giới, tùy theo phương sở thầy đều đi đến trong mỗi hạt bụi hiện thành chánh giác, nơi tánh vô sắc hiện tất cả sắc, dùng tất cả phương khắp vào một phương, các Bồ Tát đó đầy đủ vô biên phước trí công đức tạng như vậy thường được chư phật khen ngợi dùng đủ thứ lời lẽ nói công đức của các ngài không thể nào nói hết được đều ở trong rừng thệ đa thâm nhập biển công đức của như lai đều thấy quang minh của phật chiếu đến